thử như thế này đó. Sườn nướng siro, siro kho. Wow. Ồ, thơm. Mềm. Thịt ngọt xớt luôn. Chắc là do mật ong á. Có điều hơi ác lửa cái nó bị khét khét đen đen. Chắc là do siro mật ong này có đường á. Nếu mà ai mà bị ho á, mà thèm đồ nướng đồ chiên á, thì cứ ướp siro ho vào mà nướng. Thấy không? Vừa ăn vừa chịu bệnh luôn. Ok. Quá tuyệt. Wow. Ôi sườn nướng siro ho bảo thanh. Mình thì hay bị ho, bị cảm lạnh do đi đêm đồ chơi ở Sài Gòn á. Lâu lâu ra Đồng Nai câu cá là món mới lạ, siro ho bảo thanh. Mềm ngon thơm. Sườn dê nướng siro ho nhé các bạn. Bá cháy, bá cháy.